Bây giờ thì nó bị mất giá rồi anh ạ. Dạ, cây này là như, chú nói nhiều chưa? Cây này là năm 2011, đầu năm 2011 là người ta giả tôi 2 tỷ rưỡi tôi không bán. 2011 trả 2 tỷ rưỡi mà chú không bán. Tôi không bán, nhưng bây giờ là nó bị mất giá rồi. Dạ, quá đỉnh à.